Xin chào toàn thể anh em quay trở lại với Sống Cùng Xe. Đây là Toyota Thăng Long, một mẫu xe vừa ra mắt ngày hôm qua, đó chính là Toyota Corolla Cross. Đây là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ nằm ở giữa hai phân khúc hạng B và hạng C tại Việt Nam. Rất nhiều khách hàng cho rằng là với một mẫu xe như thế này thì đáng lý Toyota Việt Nam phải mang về thị trường sớm hơn. Thì đó cũng là chung nhận xét của không chỉ người bán hàng và tất cả những khách hàng, những tín đồ của Toyota. Hiện tại cái mẫu xe CUV crossover 5 chỗ này tại Việt Nam đang có một số các đối thủ, một số mẫu xe tên tuổi, ví dụ như là Hyundai Kona này, Honda HR-V, Ford EcoSport. Cao hơn một chút thì chúng ta có Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Toyota Cross sẽ là một trong những chiến binh sẽ gia nhập vào thị trường và trong phân khúc. Trong đợt nhập khẩu này thì Toyota Cross sẽ được phân phối 3 phiên bản, đấy là Toyota Cross phiên bản G có giá bán 720 triệu, Toyota Cross phiên bản 1.8V có giá bán là 820 triệu và đặc biệt sẽ có một phiên bản cao cấp sử dụng động cơ Li Hybrid xăng và điện có giá bán là 910 triệu. Trước mắt chúng ta là mẫu Toyota Cross phiên bản V nằm giữa có giá bán là 820 triệu. Về cơ bản thì sự khác biệt giữa phiên bản V này và phiên bản Hybrid sẽ không nhiều, chủ yếu nằm ở khối động cơ, chế độ lái điện, điều hòa điện và màn hiển thị tablo. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về mẫu Toyota Cross này để xem với giá bán 820 triệu thì mẫu xe CUV của Toyota có gì nổi bật. Đầu tiên là về thiết kế tổng thể thì xe nó có cái kích thước là 4460 x 1825 x 1620 và chiều dài cơ sở đạt 2640 mm, khoảng sáng gầm là 161 mm. Như vậy là so với các thông số này thì Toyota Cross sẽ lớn hơn khá nhiều so với Hyundai Kona, nhưng mà nhỏ hơn so với Hyundai Tucson. Gầm sẽ gần như là thấp nhất phân khúc. Ở phần đầu xe thì quý vị thấy một cái thiết kế khá là táo bạo và trẻ trung đến từ Toyota, với cụm đèn bi LED projector cho ánh sáng màu trắng, dải đèn LED thuôn dài rất là đẹp. Phía trước này chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng được tạo hình tổ ong, chính giữa sẽ là logo 3D có tích hợp radar, dùng làm gì thì lát chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và dưới cùng là cái mắt camera trong cái hệ thống cam 360. Ở hai bên phía dưới hốc đèn này chúng ta sẽ có những cái cảm biến góc trước giúp cho chúng ta an toàn hơn khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt trong những cung đường nhỏ hẹp. Lui một chút về phần bên hông xe thì trên phiên bản này Toyota Cross sẽ được trang bị hệ thống mâm đa chấu rất là đẹp với hai tông màu đen trắng phay cắt. Các chi tiết khác như là tay nắm cửa thì sẽ được sơn cùng màu thân xe này. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện, cụp điện tích hợp báo rẽ và đặc biệt là còn tích hợp cả hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Đây chính là cái vị trí cảnh báo điểm mù. Ngoài ra thì trên tay gương này còn được trang bị thêm cái mắt camera bên sườn dành cho hệ thống cam 360. Một cái thiết kế mắt camera khá là thông minh, nó nằm ở cái cụm góc gương này. Nó sẽ an toàn hơn trong trường hợp mà không may bị va đập dẫn đến vỡ hoặc gãy gương thì camera vẫn được bảo vệ. Một thiết kế khá là liền mạch và đặc biệt là cực kỳ trường xe. Lui một chút qua phần đuôi xe thì ở góc này chúng ta có thể thấy là Toyota Cross nó mang rất nhiều cái nét thiết kế của dòng Lexus RX350. Đặc biệt là cái cảm quan vuốt đèn. Lui ra phía sau một chút thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn hậu LED như thế này, rất đẹp. Đèn báo phanh, đèn xi nhan và đèn lùi. Đó. Các chi tiết khác ở phía sau thì sẽ bao gồm là cảm biến lùi, cảm biến góc, camera lùi. Hơi tiếc khi Toyota Cross thì chưa được trang bị cốp điện nhé. Chúng ta vẫn mở cơ như thế này. Chưa mở chốt trung tâm rồi. Ok, lùi chút này, chúng ta sẽ có cái giá nóc. Thì Toyota Cross cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc mà được trang bị cái giá nóc như thế này. Nó sẽ rất là thuận lợi trong trường hợp mà chúng ta chuyên chở nhiều đồ và cần thêm cái gia tăng thêm diện tích. Khoang không gian nội thất phía trong của Toyota Cross, chúng ta sẽ có một cái hàng ghế sau khá là rộng rãi và thoải mái, trần cao và thoáng. Cái khoảng để chân rất là rộng rãi và đặc biệt cái phần ghế này được vát giúp chúng ta lên xuống xe dễ dàng hơn. Hàng ghế thứ hai cũng khá là đầy đủ với lại với cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và có sẵn cả hai cổng sạc USB nhé. Khoang cabin của Toyota Cross thì quý vị lưu ý là với mẫu Toyota Cross này sẽ có hai tùy chọn về màu sắc nội thất.
Chiếc xe này thì đang có nội thất màu đen, ngoài ra quý vị có thể lựa chọn màu nâu đỏ, nó sẽ trẻ trung và thể thao hơn. Đây là một chiếc xe màu đen, nội thất màu đen nhé. Ghế lái chỉnh điện này, chỉnh điện 8 hướng. Ghế phụ sẽ chỉnh cơ. Đây, chúng ta sẽ cùng lên khoang nội thất. Đầu tiên là cụm đồng hồ, rất dễ quan sát, óp tịt trông siêu sáng. Cái màn hình hiển thị đa thông tin này thì rất là hữu dụng này. Đó. Ngoài ra thì các chi tiết khác như là bọc vô lăng thì bọc da đa chấu, tích hợp rất nhiều các nút bấm điều khiển chi chít ở đây luôn. Màn hình hiển thị đa thông tin, quý vị đã thấy gì không ạ? Tiếng Việt rất là dễ sử dụng. Đó. Màn hình này cũng là một chiếc màn hình được đánh giá rất cao. Bộ giải mã tín hiệu tốt. Ngoài ra thì xe còn được trang bị bộ đầu DVD này còn được tích hợp sẵn cả Apple CarPlay nhé. Lui xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa. Đây là điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Ghế lái sẽ là riêng một vùng, ghế phụ và ghế thứ hai sẽ là một vùng còn lại. Các tiện nghi khác như là startup khởi động thông minh này. Và lui xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái hộc kệ tì tay nhỏ nhỏ. Cùng với đó là hệ thống cần số, hộp số tự động 8 cấp nhá. À, hộp số tự động vô cấp, 7 cấp số ảo. Ngoài ra thì quý vị có thể thấy là cửa sổ trời cũng đã được trang bị trên mẫu Toyota Cross này rồi. Đó. Quý vị thấy mẫu xe này như thế nào ạ? Tiện nghi đẹp, thiết kế đẹp, thể thao. Nguồn gốc lại còn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đặc biệt là tính năng an toàn thì rất cao. Những chiếc xe Toyota Cross này sẽ được bổ sung gói an toàn tiêu chuẩn của Toyota trên toàn cầu có tên là TSS. Nó sẽ có 5 tính năng. Thứ nhất là cảnh báo va chạm phía trước và tự động phanh. Thứ hai là hỗ trợ giữ làn đường. Thứ ba là cảnh báo điểm mù khi có phương tiện vượt lên vào vùng mù. Thứ tư là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Và cuối cùng sẽ là Cruise Control Adaptive. Cruise Control thông minh nhá, nó sẽ tự động giữ cái khoảng cách đối với xe phía trước. Khi mà chúng ta cài Cruise Control Adaptive này thì nếu các xe phía trước đang đi nhanh, chúng ta sẽ đi nhanh cùng. Và nếu mà đi chậm thì nó sẽ tự động nó giảm tốc độ nhá. Đó. Hiện tại thì mẫu xe Toyota Cross này đang có xe lái thử phiên bản V tại Toyota Thăng Long. Và nếu quý khách hàng có nhu cầu trải nghiệm và sở hữu mẫu xe Toyota Cross này thì xin vui lòng ghé qua 316 Cầu Giấy. Chúng ta cùng trải nghiệm và đưa những đánh giá. Quý vị thấy mẫu xe này như thế nào thì đừng quên comment xuống phía dưới để chúng ta cùng thảo luận. Xin chào, xin cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng ở trong những video clip tiếp theo.